Xin chào mọi người, trước mặt em đây là một cây Roland cao cấp được thiết kế với bộ phím vân gỗ. Phím là gỗ nguyên khối. Đó là mẫu model HP I6F được thiết kế màn hình có xích nhạc nằm trên đó luôn nha mọi người. Và có thể cắm nhạc vô đây. Đó, MIDI, USB. Và bên đây sẽ có một cái USB để mình có thể thêm nhạc vô nha. Bây giờ em sẽ đánh cho mọi người nghe qua thử cái mẫu này nha. Có nắp đậy rất là hoàn hảo, chân đứng. Bây giờ mình sẽ đánh cho mọi người nghe một cái sao tiếng của nó nha. Phím bị cũ nha. Rồi mọi người mua hàng thì cứ liên hệ với em nhé.